chấn động lời tiên tri, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, thần tài nghênh đón, tiền bạc ào ào đổ về túi, trả sạch nợ nần, đổi đời siêu giàu có, đúng 2 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Ba đời phát triển công danh, lộc lá may mắn vang danh muôn đời, phát triển nhan sắc ý trời, cửu long cuốn lộc biển khơi mang về, Canh Tuất tấn phát, để huề, đời sau con cháu tiền về kín kho. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, theo quan niệm của Tử Vi phương Đông, thì mỗi con giáp đều mang cho mình số mệnh khác nhau, có người giàu sang phú quý ở thời điểm này, nhưng lại vỡ nợ, phá sản, xui xẻo ở thời điểm khác, và không ai biết thần may mắn sẽ mỉm cười với họ khi nào. Thế nhưng, may mắn được cấu thành và nhìn nhận bằng việc nắm bắt cơ hội, và quan trọng là bạn tận dụng được những cơ hội vàng này để có thể vận may bùng nổ, dễ trúng lớn cực đậm, đổi đời giàu sang, ôm tiền tỷ về tay. Và quả là trời không phụ lòng người, thầy Tử Vi có tiết lộ, bước sang 2 tháng, 11 và 12 âm lịch 2023 chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh, sự nghiệp và tiền tài đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Có thể nói trong 2 tháng này họ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ, quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về túi, đổi đời đại gia, mua nhà sắm xe, nắm trong tay khối gia tài bạc tỷ, khiến cả thiên hạ nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ ra sao, bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không, và cách hóa giải cụ thể như thế nào, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, mệnh tại thiên, vận tại nhân, mệnh là do trời định không thể thay đổi được, nhưng vận chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được, trong đó, việc sửa đổi tâm tính, sống hướng thiện có tác động trực tiếp tới việc thay đổi vận số, hóa hung thành cát, cuộc đời lên hương không ngờ, chăm chỉ hành thiện tích đức, nghĩ thiện làm thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuổi Canh Tuất nhanh chóng đổi vận theo hướng tích cực, tuy nhiên nên nhớ, điều này cần thời gian tích lũy, tích tiểu thành đại, không phải một sớm một chiều, vậy nên hãy kiên trì hành thiện hàng ngày nhé. Xét dưới góc độ tử vi, người tuổi Canh Tuất không những nhiều tài cán, mà còn có thái độ sống đầy lạc quan, cởi mở, nhiệt tình với mọi người và vô cùng xem trọng tình bạn. Họ không có thói quen vòng vo, màu mè hay giả tạo, đối nhân xử thế luôn thẳng thắn, chân thành, không câu nệ tiểu tiết và cũng dễ tin người. Hơn thế, những chú chó bề ngoài có vẻ nhàn nhã một chút, nhưng thực chất bên trong lại luôn tràn đầy nội lực và cực kỳ ấm áp. Họ sẵn lòng làm việc thiện với một trái tim như Bồ Tát, khẳng khái và đầy cảm thông, vui vẻ ra tay giúp đỡ người yếu thế. Con người này chưa bao giờ tính toán thiệt hơn đối với thiện tâm của bản thân, họ quan niệm rằng giúp được sẽ giúp hết mình. Vì vậy những gì họ cho đi luôn nhận lại được sự tin tưởng và lòng quý mến của người khác. Theo đó, lúc khó khăn, khi hoạn nạn, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, hóa nguy thành an và đạt thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Có thể nói, chính nhờ thái độ chân thành, tâm tính lương thiện mà vận mệnh của người tuổi Canh Tuất ngày càng chuyển biến tốt đẹp, chung và hậu vận sung túc về vật chất, an nhiên về tinh thần và sống trường thọ. Xem tử vi 2023 nhận thấy, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ ghi nhận những thành quả xứng đáng trong công việc. Sau bao tháng ngày nỗ lực, công việc tiến hành suôn sẻ, ký kết hợp đồng thuận lợi, có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, con đường thăng tiến rộng mở. Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều người, khiến nhiều nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi cũng được giải quyết thuận lợi hơn hẳn. Có thời điểm thách thức song hành cùng cơ hội, người thành công sẽ là người kiên trì tới cùng chứ chưa chắc đã là người giỏi nhất, chỉ cần tuổi Canh Tuất nỗ lực, không gì là không thể. Trên phương diện tài lộc, bước sang 2 tháng này, Canh Tuất sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới dồn dập, thậm chí khiến bạn cảm thấy bối rối. Vì không biết bắt tay vào kế hoạch nào trước, hãy dành thời gian để cân nhắc xem điều gì là phù hợp với mình. Bạn không nhất thiết phải chạy theo xu hướng, bởi bạn hoàn toàn có thể tự phát triển theo một hướng khác so với số đông, nhưng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là với người độc thân, do có các tinh Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh. Con giáp này xuất hiện ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, tính cách cởi mở, thân thiện, hài hước nhưng cũng chín chắn. Đa tài chính là yếu tố khiến người khác không thể cưỡng lại bạn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Canh Tuất trong tháng 11 và 12 âm lịch này nhé. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Dựa vào những tính toán cung mệnh trong hệ tử vi phương Đông, thầy Tử Vi có tiết lộ,
Bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, công việc của anh chị canh Tuất làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, bù đắp lại cho những mất mát trước đó. Đây là thời điểm lý tưởng để anh chị mở rộng làm ăn hoặc hồn hạp đầu tư, kinh doanh, bước đầu có thể gặp chút trở ngại. Nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào thời gian này. Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một khoảng thời gian kiếm tiền như hái. Anh chị có thể cân nhắc đến việc mở rộng quy mô bằng cách hồn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Có điều, trong 2 tháng tới này, tuổi canh tuất vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Anh chị cần hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 và 12 của tuổi canh tuất âm lịch, dưới sự hỗ trợ của các cục nhị hợp, tài lộc của anh chị trong 2 tháng này khá tốt, có các tinh hỗ trợ, giúp canh tuất tiền bạc hanh thông bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của giai đoạn đầu năm. Thời điểm này, do có thực thần xuất hiện, anh chị không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính, bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, anh chị biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, ngay trong tháng 11 âm lịch này, người tuổi canh tuất sẽ có vận trình thiên tài đại phát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với khí thế ngất trời. Chẳng gì có thể cản nổi, chẳng vậy mà thời gian này được gọi là thời điểm may mắn, phát tài phát lộc của bạn, giúp cho tuổi canh tuất kiếm tiền chỉ trong chớp mắt. Những công việc tay trái, không phải công việc chính, sẽ giúp cho anh chị phát hiện ra rằng mình còn nhiều tài năng tiềm ẩn khác nữa. Một điều không thể nghi ngờ, chính là những công việc đó đem lại cho tuổi canh tuất nguồn thu nhập lý tưởng, tiền bạc dồi dào nhiều không kể xiết. Dù vất vả đôi chút, nhưng anh chị vốn chăm chỉ, tận tâm với những việc mình làm, nên luôn cố gắng hoàn thành thật tốt những việc thuộc trách nhiệm của mình. Cũng chính nhờ hiệu quả công việc luôn đạt mức cao, nên canh tuất mới nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Tuy nhiên, anh chị cũng cần phải khống chế ham muốn mua sắm của mình nhé. Đừng thấy tiền kiếm được nhiều mà vung tay quá chán. Tất nhiên đó là đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra. Nhưng hãy nghĩ đến những vất vả và thời gian mình mất để có được nó, mà chi tiêu sao cho hợp lý. Tiền bạc đến nhưng tài khí phải tích tụ thì mới có được tài lộc dồi dào, bền vững quý anh chị nhé. Về phương diện tình duyên và gia đạo. Xem tử vi 2 tháng cuối năm 2023 của tuổi canh tuất, vận đào hoa của bản mệnh khá vượng, thêm nữa đa phần đây đều là đào hoa lành, nên chuyện tình cảm nhân duyên ngày càng tốt đẹp, người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, tình cảm lứa đôi phát triển nhanh chóng tới mức có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo yên vui, đây là dịp để vợ chồng hâm nóng tình cảm, hóa giải những mâu thuẫn trước đó. Vì thế dù khá bận rộn với công việc, nhưng hãy sắp xếp thời gian hợp lý để cả hai có dịp bên nhau nhiều hơn, sẽ chia nhiều hơn về cuộc sống, tình cảm cứ thế thăng hoa. Về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 11 và 12 âm lịch năm 2023, có thiên nguyệt chủ ốm đau, bệnh cũ tái phát ảnh hưởng, tuổi canh tuất cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn. Một số chứng bệnh dễ tái phát nhất liên quan đến hệ tiêu hóa và hô hấp như đau dạ dày, viêm phế quản, viêm phổi nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng bệnh càng thêm nghiêm trọng. Để củng cố và tăng cường sức khỏe, bản mệnh canh tuất nên lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh mùa đông. Cụ thể nên ưu tiên nạp vào cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, cũng như cung cấp nhiệt lượng đầy đủ, bởi theo đông y, vào mùa lạnh nên tàng tinh, dưỡng âm, tiềm dương, cho nên đây là thời điểm phù hợp cho việc bồi bổ giúp kiện cường thân thể, tăng sức đề kháng và khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, khi đã bắt tay vào công việc hoặc khi phải xuất hành đi xa, bạn cần phải tập trung chú ý, giữ đầu óc luôn tỉnh táo, chấp hành luật an toàn giao thông để hạn chế vướng phải những tai nạn bất ngờ, đáng tiếc. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi canh tuất, sinh năm 1970. 1. Tử vi tuổi canh tuất sinh năm 1970 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi canh tuất âm lịch, ảnh hưởng của dịch mã
nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy, lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian này, dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở. Khi bạn phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, cũng là lúc tuổi Tuất thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn. Không những thế, càng vất vả bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thế mà ngày càng dồi dào. Bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy bản mệnh giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng xác định được rõ ràng vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên khi có chút thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn, sự lo lắng, không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống của mình, khiến bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật. Quý nhân, tị, thìn, tiểu nhân, tuất, mùi, màu sắc may mắn, nâu, ghi xám, con số may mắn, 33, 69. 2. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Canh Tuất sẽ lâm vào cục diện tương hình thái tuế, nên vận trình gặp nhiều sóng gió, chủ yếu do tư tưởng bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bản mệnh có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, dù vậy cũng không nên quá bi quan, bởi thất bại là mẹ thành công, chỉ cần bản mệnh sức bền chí lớn, luôn cố gắng nỗ lực hết mình thì sẽ có thể xoay chuyển được tình hình, thậm chí là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tình hình tài chính cũng khó có sự phát triển tích cực trong tháng này, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch để tăng thu nhập đón Tết của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Tháng này, bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn. Không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút, do tháng này có nguyệt lệnh lâm suy tác động, sức lực hư hao, thể trạng uể oải, sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Về phương diện tình cảm, gia đạo của Canh Tuất khởi sắc mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm này, được đào hoa tinh chiếu mệnh, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có gia đình, tình cảm thăng hoa và êm ấm cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, đón Tết an vui. Quý nhân, thân, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, con số may mắn, 12, 93, 14. Thưa quý vị, dân gian có câu, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới, người tuổi Canh Tuất sẽ có cả thiên thời địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ, và để giúp bản mệnh tuổi Canh Tuất dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân. Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, dựa theo can chi ngũ hành. Tuổi Tuất với tuổi Tý. Hai tuổi này khi hợp tác làm ăn sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều, tuổi Tý giỏi phân tích, mưu lược, còn tuổi Tuất lại hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Chỉ cần cả hai có mục tiêu, chí hướng chung thì sẽ sớm đạt được thành quả tốt đẹp. Tuổi Tuất với tuổi Sửu. Hai con giáp này chỉ nên hợp tác ở những lĩnh vực cả hai có sự am hiểu và có kiến thức tốt. Sự chắc chắn của tuổi Sửu và cẩn trọng của tuổi Tuất sẽ khiến họ bỏ lỡ đi nhiều cơ hội tốt nếu tham gia vào những lĩnh vực mới. Tuổi Tuất với tuổi Dần. Thuộc nhóm tam hợp, tuổi Tuất và Dần không chỉ là những đối tác làm ăn tin cậy của nhau mà họ còn có thể trở thành tri kỷ trong cuộc sống. Sự hợp tác của Dần và Tuất sẽ mang lại thắng lợi lớn. Tuổi Tuất với tuổi Mão. Tuất và Mão nếu làm ăn kinh doanh với nhau thì có tài lộc, công việc thăng tiến, ăn nên làm ra và thu về lợi nhuận lớn. Tuy vậy, cả hai không được chủ quan nếu không cũng dễ mắc phải sai lầm. Tuổi Tuất với tuổi Thìn. Hai con giáp này nếu hợp tác làm ăn với nhau thì dễ bị sao nhãng, lạc hướng, đặc biệt là sự phóng khoáng và cả thèm chóng chán của người tuổi Thìn. Nếu cả hai có thể phát huy được ưu điểm của nhau thì sự kết hợp này mới mang lại hiệu quả. Tuổi Tuất với tuổi Tỵ. Hai tuổi Tuất và Tỵ có nhiều điểm bù trừ lẫn nhau. Sự thông minh của Tỵ sẽ giúp cho họ đến được đích nhanh hơn, làm việc sáng tạo và năng suất hơn, cả hai sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của đối phương. Tuổi Tuất với tuổi Ngọ.
Sự hợp tác này mang tới nhiều lợi ích cho cả hai. Tuổi Ngọ không ngại thử thách, luôn tiên phong dẫn đầu. Tuổi Tuất kỷ luật và nghiêm túc, họ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực và cùng nhau chinh phục hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Tuổi Tuất với tuổi Mùi, để công việc làm ăn được trơn tru, thuận lợi, thì trước tiên tuổi Mùi và Tuất cần phải có sự thấu hiểu lẫn nhau và làm sao để phát huy được tối đa điểm mạnh của nhau, nếu không thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong đợi. Tuổi Tuất với tuổi Thân, hai tuổi này có chung ưu điểm là rất kiên trì và nghiêm túc trong công việc. Nếu có chung mục tiêu thì họ sẽ nhanh chóng gặt hái được những kết quả đầu tiên. Đây là đòn bẩy để họ nỗ lực hơn trong những chặng đường tiếp theo. Tuổi Tuất với tuổi Dậu, cặp đôi con giáp này nếu hợp tác làm ăn thì ban đầu sẽ có khó khăn, cản trở, đòi hỏi cả hai cần bình tĩnh giải quyết và đồng hành với nhau để vượt qua, nếu không thì sẽ dễ tan rã. Tuổi Tuất với tuổi Tuất, hai người đồng tuổi Tuất dễ dàng hợp tác làm ăn với nhau vì họ có nhiều điểm chung về mặt tính cách lẫn mục tiêu, ban đầu kết quả đến sẽ chậm nhưng sẽ đạt được thành quả vững chắc về sau. Tuổi Tuất với tuổi Hợi, cặp đôi này có sự kiên trì và tích cực, dù gặp khó khăn họ vẫn tràn đầy năng lượng chiến đấu, hết mình trong công việc. Sự hợp tác của Tuất và Hợi sẽ mang tới nhiều lợi ích, họ cũng sẽ gặt hái được những thành quả như mong đợi. Tiếp theo là vật phẩm phong thủy cho tuổi Canh Tuất: may mắn, bình an, phát tài phát lộc trong 2 tháng cuối năm 2023. 1. Phật độ mệnh cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Mỗi con giáp đều có một vị Phật độ mệnh giúp bảo hộ bình an và mang lại may mắn cho mình. Với người tuổi Tuất nói chung và tuổi Canh Tuất nói riêng, vị Phật bản mệnh của tuổi này là Phật A-di-đà. Xem tử vi, người tuổi Canh Tuất có đặc trưng là rất nhanh nhẹn, thông minh, hiếu học, có tinh thần trách nhiệm nên được người xung quanh yêu quý, cấp trên coi trọng. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là khá cố chấp, ngang bướng, dễ nổi giận nên người khác khó lòng thân cận. Nếu có Phật A-di-đà bên cạnh, Ngài sẽ giúp điều hòa tính cách, mang tới sự hòa hợp, bình tĩnh cho bản mệnh. Phật A-di-đà còn ngụ ý cho tiền đồ vô lượng, không chỉ tăng cường sức hấp dẫn mà còn rất có lợi cho sự nghiệp của tuổi Canh Tuất. 2. Tỷ hưu phong thủy. Theo đặc điểm tính cách, tuổi Tuất là những người có tài năng, tuy nhiên không hề biết cách giữ tiền, làm được tuy nhiên chưa chắc đã quy về một mối. Con giáp này nếu như kết hợp dùng tỷ hưu phong thủy, tiền tài sẽ được cất giữ, tích tài tích lộc, từ đấy mà sự nghiệp thăng tiến. Để tận dụng tối đa công năng của tỷ hưu, bạn có thể chọn vật phẩm phong thủy đeo trên người có mặt đá tỷ hưu. Tỷ hưu là vật phẩm nổi bật với khả năng giữ tiền, lôi cuốn tiền của cho chủ nhân của chúng. Khi kết hợp với tuổi Tuất, tỷ hưu sẽ mang lại sự thay đổi rõ rệt về đường tài vận. 3. Hồ lô phong thủy. Vào năm 2023 là một năm tốt xấu đan xen về tài chính đối với người tuổi Tuất, bị ảnh hưởng bởi nhiều chòm sao xấu, tâm trạng, tính khí tuổi Tuất theo đó mà trở nên thất lường, luôn suy xét tiêu cực, chán nản. Tuy vậy, nếu biết quy luật vận hành âm dương, tuổi Tuất hãy lợi dụng dương khí từ vật phẩm phong thủy để thay thời đổi vận. 4. Quả cầu thủy tinh, sức khỏe dồi dào. Người tuổi Tuất trong thời gian này muốn sức khỏe tốt thì đừng quên bày trong nhà mình quả cầu thủy tinh phong thủy nhé. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng cầu an, tăng cường sức khỏe. Bạn nên chọn loại càng đơn giản, càng tự nhiên càng tốt, chớ nên trưng quả cầu có nhiều họa tiết cầu kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể trưng quả cầu phong thủy làm bằng đá quý như ngọc, mã não hay thạch anh cũng sẽ có tác dụng tương tự. Về màu sắc thì nên chọn loại có màu sắc hợp với mệnh của mình nhé. 5. Cây phong thủy cho tuổi Canh Tuất. Theo luận giải tử vi, người tuổi Canh Tuất có đường tài vận, tài lộc hơi trắc trở, khó phát lộc phát tài, hay bị người khác cản trở đường công danh. Vì thế khi tìm hiểu tuổi Tuất trồng cây gì cho hợp mệnh sẽ giúp bạn cải thiện tình hình khó khăn hiện tại, hút tài lộc, thịnh vượng may mắn vào nhà. Người tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, vì thế chủ nhà chỉ nên chọn những cây cảnh có màu nâu do thổ sinh kim hoặc trắng, kim hợp kim, và cần tránh chọn những cây cảnh có màu đỏ, hồng, cam, tím, hỏa khắc kim hoặc xanh dương, nếu không tiền bạc không cánh mà bay. Một số loại cây cảnh hiện nay phù hợp với tuổi và mệnh lại giúp gia đình bạn phát tài phát lộc cho bạn lựa chọn đó là cây trúc phát tài, cây may mắn, cây ngọc ngân, kim đế vượng, cây kim phát tài, cây búp sen, cây cao nhật, cây phát tài, cây cỏ nhật. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Canh Tuất. Ở đời có 4 thứ không nên nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian. Nợ không trả là tự gieo nghiệp hèn. Với món nợ tiền bạc, theo lẽ tự nhiên có vay có trả. Khi ta vay một món tiền nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ, không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng, ở đời nhiều người vay tiền không trả dẫn đến nghiệp nghèo, có người xù nợ.
Có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận cho người cho vay. Theo nhà Phật, đây chính là việc đang tự gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Có câu chuyện như sau. Tiến làm nghề kinh doanh bất động sản ở Hà Nội, vốn xuất thân là một người khá giả. Anh được thừa hưởng khối tài sản lớn của bố mẹ để lại, nên bắt đầu lập nghiệp kinh doanh bất động sản một cách thuận lợi. Thế nhưng chỉ sau 10 năm lấy vợ và làm người giàu có, sự nghiệp của Tiến càng ngày càng xuống dốc. Bao nhiêu đất đai mà Tiến tậu được cuối cùng phải bán hết vì nợ nần. Chẳng là trong quá trình làm ăn, Tiến thường vay rất nhiều người, cả ngân hàng cũng như anh em bạn bè và bất cứ ai mà Tiến gặp. Tiến ở nhà biệt thự, đi xe sang, nhưng lạ là khi có cơ hội vay được tiền của ai là Tiến vay. Lúc vay, Tiến đều hứa là một tháng hoặc hai tháng sau sẽ trả, nhưng đến ngày hẹn trả, Tiến viện đủ lý do để khất nợ. Khi đòi quá thì Tiến sẽ tránh mặt, không trả lời điện thoại, thậm chí còn dùng kế cả vú lấp miệng em rằng đừng có mà dồn tôi đến chân tường, hoặc dùng kế hoãn binh, yên tâm đi, một tuần sau tôi trả không thiếu một đồng, anh em với nhau, vay mấy đồng bạc mà cứ làm như là chết đến nơi. Thế nhưng, đến một tuần sau đó, Tiến lại lờ đi như chưa bao giờ có chuyện vay mượn xảy ra. Hầu hết những người cho Tiến vay tiền đều đã có mối quan hệ rất thân tình, tốt đẹp với anh. Nhiều người vì cho Tiến vay tiền mà mất thời gian đi hỏi nợ, mất cả ăn cả ngủ vì ức chế, vợ chồng mất hòa thuận vì trách móc lẫn nhau khi cho Tiến vay tiền. Tiến cũng từng kiếm được bộn tiền nhờ buôn bán bất động sản, thế nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tiến không làm ăn gì được với nghề này. Bao nhiêu đất của Tiến đều bị các chủ nợ thu hồi, đến ngôi nhà vợ chồng Tiến ở cũng bị ngân hàng siết nợ, hiện Tiến đang phải ra phụ vợ bán hàng ăn để kiếm sống hàng ngày. Trường hợp thích nợ, vay nợ không muốn trả như của Tiến không hề hiếm, chỉ cần tra Google cụm từ vay tiền không trả, bạn sẽ tìm ra hàng loạt những câu hỏi gửi luật sư của các chủ nợ là nạn nhân của những con nợ vay tiền không muốn trả kiểu này. Thượng tọa Thích Chân Quang, trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo, giải thích về vấn đề nhân quả giàu nghèo, trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo như sau. Giàu là do siêng năng giúp đỡ, bố thí người khác, nghèo là do hà tiện, bùn xỉn, ích kỷ, không chịu bố thí. Theo lời giải thích này thì hành vi vay tiền không trả, hoặc vay tiền không muốn trả là một biểu hiện của tâm ích kỷ, cháo trở. Chiếu theo luật nhân quả trong đạo Phật thì hành vi đó chính là cách gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Nhanh thì cho đời này, muộn thì cho những đời sau. Không chỉ gieo nghiệp nghèo vì tâm ích kỷ, mà còn gieo cả nghiệp gian truân trong đời vì tâm cháo trở, như đã phân tích ở trên. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê cũng cho rằng, tốt nhất trên cuộc đời không nên nợ cái gì. Khi ta nợ ai đó một cái gì thì ta đang tự khoác lên cuộc đời mình một gánh nặng. Về vấn đề nợ tiền bạc cũng như vậy, bất đắc dĩ thì mới phải đi vay. Người có đạo đức họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi chưa trả được nợ, còn người thiếu đạo đức thì thường họ không có cảm giác đó. Ngược lại với họ, vay được là mừng, còn không cần biết là khi nào sẽ trả. Khi nào người khác đòi nợ thì họ sẽ chây ỳ, mặc cho ân nhân của mình đau khổ, tức giận thế nào. Theo các chuyên gia, người sợ nợ vì thế cũng là người có đạo đức, bởi nợ nào thì cũng phải trả, không trả cách này thì sẽ phải trả bằng cách khác, bởi nhân quả không loại trừ ai. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay, đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho biếu hay tặng thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn, mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc, chính là mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng đó là phía người cho. Còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó, bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà còn là nợ cả ân tình, và nếu không trả sẽ gieo nghiệp nghèo. Quý vị thân mến, sống ở đời nếu có tâm hồn lương thiện, thái độ sống tốt đời đẹp đạo, luôn giúp đỡ người xung quanh, những người như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự che chở, phù trợ từ chư thần Phật Bồ Tát. Thực ra một người có được bảo hộ hay không, không liên quan tới việc bạn có tín tâm hay không, mà nằm ở hành vi của bạn. Sống ở đời, cho đi thì mới có thể nhận lại, thế nên trong cuộc sống, ngoài sống vì bản thân, cũng nên mở lòng sống vì người khác. Đôi khi nhận phần thiệt về mình, bạn sẽ được ông trời bù đắp bằng những thứ vô cùng giá trị, xứng đáng gấp trăm lần. Bạn đừng buồn khi đôi khi nhiều người làm việc tổn hại liên quan đến bạn lại luôn gặp may, mà nên thầm chúc mừng và vui vẻ cho họ, bởi chính bạn là người rất có phúc, được thần linh phù hộ. Người lương thiện chân chính không nằm ở hành động hình bề ngoài, mà là thể hiện của nội tâm. Chỉ cần sống lương thiện, ý nghĩ thuần khiết, trời xanh ắt có an bài, quả đất tròn, tất cả những việc làm lương thiện của bạn, rồi cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn.
quý nhân không phải ở đâu xa xa mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương của bạn. Người lương thiện khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có cách bảo toàn. Trông thì nguy nan mà thực ra là hữu kinh vô hiểm, ấy là vì thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, tức là đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời cho, nên những người lương thiện đều thuận theo đạo trời mà được sự quan tâm chiếu cố. Người thiện lương dù làm việc không cầu nhận được hồi báo, nhưng cuối cùng vẫn nhận được hồi báo không tưởng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà đó là thiên đạo. Nếu trong cuộc sống, chúng ta hay làm các việc thiện lành tốt đẹp thì được hưởng phước báo cõi trời người. Còn chúng ta làm điều xấu ác thì phải chịu cô quả, khổ đau, địa ngục, quỷ đói, súc sinh. Đó là quy luật tất yếu và sinh tồn của xã hội. Không ai có quyền ban phước, giáng họa hay sắp đặt cho chúng ta cả. Gieo nhân nào là gặt quả đó, chính Đức Phật nhờ sự tu chứng mà thấy biết rõ ràng. Con người là chủ nhân của bao điều họa phúc và chỉ dạy lại cho chúng ta, chứ không phải do suy luận vu vơ huyễn hoặc. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn, là người đệ tử Phật, chúng ta phải hiểu và thực hành những lời Phật dạy, gieo những hạt giống lành, tích phước đức cho bản thân và gia đình. Chúng ta nên hiểu được rằng nhân quả rất công bằng, vì vậy muốn đón nhận được những điều lành, nhân duyên tốt đẹp, thì bản thân phải sống lương thiện. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.